chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Thưa quý vị, hình ảnh như thế này đã không còn xa lạ trên những con đường thuộc nhiều tỉnh thành của đất nước Việt Nam thân yêu. Nhưng bên cạnh những thùng trà đá miễn phí, có lắm những câu chuyện vui buồn. Và sau đây là một câu chuyện đã xảy ra ngoài thực tế. Tôi nghĩ rằng sau khi xem xong, chúng ta sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm để có thể hy vọng ngày càng nhiều những món quà miễn phí với nhiều hình thức khác nhau, thưa quý vị. Cấp báo, cấp báo, cấp báo! Chồng ơi, hết nước rồi, sao không chấm nước cho? Đây. Để bà con người ta đợi lâu tội nghiệp người ta. Cái này là bình thứ ba rồi đó nha cô. Anh không có được kêu ca như vậy. Tại vì bữa nay là trời nó rất là nóng, người ta rất là khát nước. Bây giờ anh phải chăm đều vậy đó, để cho anh ta vô người ta có nước người ta uống, hiểu không? Rồi mà nãy trà chưa có hết, anh chăm đỡ đâu á. Đi vô em nấu bình trà liền. Coi bỏ đá rồi, thiếu nước rồi vô thêm nha. Xong rồi. Ủa anh ơi, này là uống được không ta? Miễn phí. Chị cứ lấy uống. Cảm ơn anh nhiều nha, nãy giờ khát muốn xỉu luôn á trời ơi. Ôi anh ơi. Ôi ôi, nắng nóng mà làm một ly nước ta nói nó mát. Chị cứ uống thoải mái, với lại đây có cái bóng cây nè. Cái gì mệt chị cứ ra mà nghỉ, không sao đâu nha. Ôi em cảm ơn anh nha, anh tốt bụng vậy là phước đức là con cái của anh nó hưởng hết. Tôi làm mấy cái này đâu có nghĩ phước đức gì, chị luôn muốn bà con có miếng nước uống vậy thôi à. Cái thoải mái. Dạ em cảm ơn. Làm ly nữa đi, tôi khát quá trời. Ê, tôi tới trước rồi, anh xếp hàng đi chứ. Trời ơi, trước sao vậy, sao mà trà đá từ thiện mà cũng giành giật nhau chi mấy cái này nữa trời. Ủa trời, cái gì vậy trời ơi, cái nè có cái ly nhỏ nhỏ không, lấy vô cái này rồi người sao người ta uống cái gì. Trời ơi, thông cảm đi, gia đình này giàu lắm, đừng có lo cho người ta. Còn gia đình tôi nghèo, đông nữa tôi xin mấy phít như vậy nè, đỡ tốn tiền. Trời ơi, xin lần 2 phít vậy đó, sao không ơi. Ôm luôn cái này đi, đưa luôn cho rồi đi. Cô nói chuyện sao á, ôm luôn cái này cái người ta nói mình là ăn cắp. Cái tánh tôi không có tham, cái tánh tôi là lấy nhiều uống nhiều à. Nhưng mà trời ơi, cái nhà này càng ngày là coi càng không được nha. Chà bữa nay gì mà lợt nhất à, hôm qua uống nó thơm hơn. Chủ nhà ơi, nói nghe nè, tôi không có ý gì hết á. Dạ. Nói nghe, mình làm từ thiện là mình phải làm bằng cái tâm, chứ đừng có làm bữa trồi bữa sụt vậy, nó kỳ lắm. Mà anh nói gì tôi không hiểu hết trơn. Hôm qua uống trà, nước trà đậm đen à, ngon dữ lắm. Còn qua bữa nay ha, nước lợt nhất. À, chắc tại vì hồi nãy ông xã em ngâm trà mà, tại vì còn chưa có ra hết. Thôi tôi biết rồi, tiết kiệm nè đúng không? Cái này là mua mấy cái bột trà rồi bậy bạ cái pha vô, một muỗng là pha cả mấy chục lít luôn á. Trời ơi, làm vậy là không có được đâu đó. Anh ơi, thật ra thì cái này là trà hồi nãy tôi pha dội cho mọi người uống, nên nó chưa ra hết trà. Tôi nói là tôi góp ý cho mọi người là để càng ngày mình càng tốt hơn thôi. Để làm từ thiện mà làm bậy bạ. Bây giờ cứ làm tốt đi rồi ơn trên phù hộ. Bữa nay cho trà đá, ngày mai biết đâu rồi cho trà sữa luôn. Hiểu không? Anh cũng thông cảm. Thật ra thì trà là trà thiệt đàng hoàng. Chứ tôi không có lấy ba cái bột trà để mà pha trà. Không có lấy, sao bữa nay không có thơm, uống không có ngon gì hết chứ. Vô lấy miếng nước đá nó đổ vô đi. Chưa nắng cái đầu thiếu nước đá để cho lạnh lạnh uống. Ôi, dễ đi, đi. Trời ơi, bây giờ người ta đã tốt bụng, người ta có tâm để một cái bình trà cho mình uống. Mình không uống được thì mình đi. Làm cái gì mà mình xỉa xói. Trời ơi, còn cái lương tâm không? Trời ơi, thì tôi góp ý thôi mà. Làm gì mà chửi tôi. Thôi tôi nể lắm, tôi mới qua đây tôi uống á. Uống cái trà này dở ẹt. Ở bên kia đường ta cho trà ô long kìa. Trời đất ơi, thôi biến đùm đi. Chị ơi, ông nói bậy bạ đó chứ thiệt là tụi em không có bỏ bột trà hay gì đâu chị. Không không, tụi em... chị ơi, cái đó em hiểu mà. Thôi, người này người kia chị đừng có buồn nha. Em, anh tính vậy. Chắc không mấy mai mình dẹp cái thùng trà đá rồi đi. Ủa sao vậy? Mình làm cái này cho bà con tụi uống, để mình thấy thoải mái. Cái tự nhiên từ khi mà đem thùng trà đá này ra xong rồi, tự nhiên anh toàn chuốc bực mình trong người không à. Đó, em coi, hết người này tới người kia đó, cầm lên này, cầm lên đó rồi còn nghi ngờ ngược lại mình á. Ủa, mình có lòng tốt mà. Thôi bây giờ vậy, bây giờ dẹp đi. Rồi em muốn đi từ thiện ở đâu á, anh dắt em đi. Ở đâu cũng được. Thôi em cũng biết anh chị cũng đang buồn, nhưng mà cho em nói cái này, có người này người kia, chứ không phải ai của người ta cũng vậy. Chứ như em nè, hay là như mấy anh chị công nhân rồi lụm giấy chai đồ này kia, người ta có đi ngang qua, người ta uống được một cái ly nước như vậy, trời nắng nóng là khỏe dữ lắm, mừng dữ lắm luôn á. Em này em nói thiệt, em cảm ơn anh chị nhiều lắm. Nhưng mà thôi thì cái đó là cái quyết định của anh chị, em cũng không có dám xen vào chuyện gia đình mình. Dạ thôi em đi. Nhưng mà em vẫn là cảm ơn ly trà đá nhiều nha. Là em chúc là anh chị là lúc nào cũng mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ. Dạ, em cảm ơn nhiều nha.
Ông xã thấy không? Cái chuyện nhỏ của mình vậy đó mà người ta cũng vui nữa. Mà đâu phải ai cũng vậy đâu. Có người này người kia, bây giờ người ta không thích tới đây uống nữa thì thôi người ta đi chỗ khác. Còn mình cứ làm, sẽ có rất là nhiều người cần cái thùng trà đá miễn phí này, anh hiểu không? Rồi nói vậy cũng bưng đi nữa là sao? Anh vô anh đổi cái thùng trà đá lớn hơn. Lỡ có ai tới đây á mà người ta lấy nhiều á, vẫn còn nước cho bà con ta tới sao? Vậy mà em hết hồn à? Vô tôi mua sẵn ở trong rồi kìa. Đặt thùng trà đá miễn phí phục vụ người qua đường, việc làm này tuy nhỏ nhưng thiết thực đã trở thành một nét đẹp nhân văn rất đổi bình dị và tinh thần sẻ chia cùng cộng đồng. Đồng thời, nhân quà cũng là một nghệ thuật, dù món quà lớn hay nhỏ thì cũng đều xuất phát từ tấm lòng của người tặng. Do vậy, khi nhận được món quà từ ai đó, chúng ta cần biết cách ứng xử để cả hai đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi nhận và tặng quà.